À, quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dạng bệnh lý rất phổ biến trên heo, đó là cái dạng suyễn nha các bạn. Người ta thường hay gọi đây là cái dạng bệnh lý viêm phổi địa phương hoặc là cái dạng bệnh do mycoplasma gây ra nha các bạn. Thì cái dạng bệnh lý này các bạn, nó là một cái dạng truyền nhiễm ở đường hô hấp và nó có cái tính chất lưu hành ở địa phương. Cho nên là người ta gọi nó là cái dạng viêm phổi địa phương. Và thông thường ở một số các biểu hiện như là con heo các bạn nó ho, thở khó do cái viêm phổi và nó nhục hóa phổi kéo dài nha các bạn. Bệnh xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thì bệnh nó trải dài từ Bắc chí Nam. Thì thông thường ở các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, cái điều kiện mà vệ sinh sát trùng của các bạn không có tốt á, thì cái dạng bệnh lý mycoplasma này nó xảy ra rất là nhiều nha các bạn. Thì cái nguyên nhân của nó là do cái dạng mycoplasma gây ra. Thì chủ yếu là mycoplasma hyoplemoniae, cái dạng này là gây ra chủ yếu, và ngoài ra còn có hai dạng nữa, một lát thì chúng ta sẽ phân tích ở cái phần triệu chứng sau nha các bạn. Cái dạng này các bạn, nó sẽ tồn tại ở trong cái chuồng và cái môi trường chăn nuôi xung quanh của chúng ta. Các bạn lưu ý nhé. Tức là nó lưu cữu lại qua từng lứa các bạn nuôi, thì cái mật độ của cái dạng micro nó sẽ tăng dần lên. Và từ đó cái điều kiện mà vệ sinh sát trùng chúng ta nó không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con heo chúng ta. Là cái dạng micro này nó sẽ phát triển và nó sẽ gây hại trên cái đàn chúng ta rất là nhiều. Cho nên các bạn lưu ý vấn đề này giúp tôi nhé. Thì các cái dạng sát trùng rất là thông thường các bạn, nó đều có thể diệt được cái dạng micro này. Ví dụ như là lutaraldehyde chẳng hạn, iodine chẳng hạn, rất là dễ diệt. Về cái triệu chứng của cái dạng bệnh lý này á, thì các bạn lưu ý là cái thời gian mà ủ bệnh ở trên con heo chúng ta là từ 7 cho đến 16 ngày nha các bạn. Và nó sẽ có các biểu hiện như là sốt ở cái giai đoạn đầu, là nó sốt khoảng 40.5 đến 41.5 độ nha các bạn. Và sau đó nó sẽ xuất hiện cái triệu chứng ho, khan và thở khó, nó tăng dần lên. Thì khi mà cái con heo chúng ta nó thở các bạn, thì bạn chú ý là nó phải ngồi thở. Tại ta hay gọi này là cái tư thế như là chó vậy đó bạn. Tức là cái con quạt các bạn nó gọi là nó thở thể bụng. Các bạn lưu ý này nhé. Và cái bệnh chúng ta nó sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng hoặc là nó nhiều hơn. Làm cho con heo các bạn nó sẽ bị suy hô hấp, gầy yếu đi rất là nhanh chóng và giảm đi cái độ tăng trọng ở những cái con heo thịt. Đồng thời nó sẽ làm giảm đi cái khả năng sinh sản trên con heo nái chúng ta. Các bạn lưu ý này nhé. Và những cái con heo mà bị bệnh nặng kéo dài các bạn, nó có thể chết. Thì thông thường chết cái này á, là do cái việc suy hô hấp xảy ra thì nó sẽ dẫn đến chết, hoặc là do nó sẽ bị phụ nhiễm thêm các cái dạng bệnh lý khác, ví dụ như là liên cầu khuẩn hay là tụ huyết trùng các bạn, thì nó sẽ tăng lên cái mức độ nguy hiểm cho con vật và nó sẽ gây chết cho con vật rất là nhanh. Cho lưu ý này giúp tôi. Thì cái lúc đầu tôi có nói các bạn á, ngoài cái loài đó là cái mycoplasma hyoplemoniae này ra gây ra, thì nó còn hai cái loại khác nữa các bạn. Thì như trên hình các bạn thấy á, thì đối với cái loại thứ hai đó là cái hyosinovia, cái này là cái dạng bệnh lý thường là gây viêm khớp ở trên con heo là chủ yếu nhé các bạn. Nó sẽ xảy ra ở cái giai đoạn heo 3 đến 4 tháng tuổi. Và cái dạng thứ ba các bạn, đó là cái mycoplasma hyorhynchus, cái này các bạn nó sẽ gây ra cái tình trạng là viêm đa màng và là viêm khớp ở trên cái con heo chúng ta, và chủ yếu nó sẽ xảy ra ở heo khoảng 3 đến 10 tuần tuổi. Theo đó là cái phần bệnh tích các bạn, thì khi mà chúng ta mổ khám nó ra thì các bạn sẽ thấy trong các cái nhánh phế quản nó có tụ huyết, nhiều dịch và có bọt khí trong đó, và ở các cái thùy phổi và nó sẽ bị viêm tăng sinh và nó sẽ đặt lại giống như là cái màu thịt vậy đó bạn, cho nên người ta gọi đây là cái hiện tượng nhục hóa là như vậy. Các bạn lưu ý nhé. Và cái trường hợp bệnh lý nặng các bạn, thì cái màng phổi nó có thể dính vào lồng ngực. Nên là trong cái quá trình mà các bạn chăm sóc heo á, thì chúng ta cần phải xem xét tất cả các yếu tố như là môi trường, các cái triệu chứng, hoặc là nếu như mà có heo bệnh chết có điều kiện các bạn mổ khám nó ra để chúng ta xem xét hết, để chúng ta kết luận là nó sẽ bị bệnh lý nào, hoặc là các bạn có thể lấy mẫu để chúng ta gửi đi phòng thí nghiệm. Thì chúng ta xét nghiệm theo có thể là 3 tháng hoặc 6 tháng một lần để xem trại chúng ta nó có những cái trường hợp nào xảy ra hay không. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị cũng như là chăm sóc ở trên các loài vật, chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các cái quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân, thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và
và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903153057, các bạn hãy liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Tôi muốn phân tích cho các bạn thêm một chút xíu về cái đường lây truyền đối với cái dạng mycoplasma này các bạn. Thì nó sẽ truyền theo cái đường hô hấp. Ở những cái con heo khỏe nó sẽ hít phải những cái mầm bệnh có sẵn trong trại chúng ta. Và đối với những cái con heo mà các cái lứa tuổi nó đều bị cái dạng bệnh lý xỉn này các bạn, các bạn lưu ý nhé, đều bị ở mọi lứa tuổi, nhưng mà các bạn thường thấy nhất là những con heo sao cai sữa hoặc là những cái con lợn nái mà nó mắc bệnh, thường cái tỷ lệ nó rất là cao ở những cái khu vực mà có sự lưu hành của mycoplasma này. Cho nên là các bạn nuôi á, thì các bạn nên tham khảo ở trên cái chi cục thú y hoặc là trạm thú y chúng ta để xem cái dạng myco này nó lưu hành ở cái khu vực chúng ta như thế nào, có nhiều hay không, để chúng ta có các biện pháp mà phòng vệ. Thì một lát tôi sẽ phân tích cho bạn các biện pháp phòng. Hoặc là một cái đường lây truyền đó các bạn, là do cái thời tiết nó thay đổi. Thường là khi thời tiết ấm mà chuyển sang lạnh ẩm một cách đột ngột kéo dài á, thì kết hợp với cái điều kiện vệ sinh chuồng trại của cái trang trại chúng ta không có tốt, ví dụ như là các bạn nuôi quá chặt, độ thông thoáng không có, nó quá bẩn đi, thì nó sẽ là cái tác nhân gây bệnh cũng như là cái tác nhân giúp cho myco này nó nhân lên nhanh chóng và nó sẽ đánh thẳng vào cái đàn heo chúng ta, rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn lưu ý cái vấn đề này giúp tôi nhé. Thì về cái phòng bệnh á, thì chúng ta dựa vào các cái phần đường lây truyền cũng như là cái nguyên nhân để chúng ta lên cái lịch để chúng ta phòng bệnh. Ví dụ như là các bạn cần phải kiểm soát được cái mật độ nuôi, thông thường là khoảng dưới 400 con trong một chuồng nuôi nhé các bạn, và khoảng dưới 20 con trong một ô chuồng. Và chúng ta phải ổn định cái nhiệt độ của chuồng nuôi. Thì về cái phần nhiệt độ chuồng nuôi á, tôi đã có phân tích cho các bạn bài rất là chi tiết rồi, các bạn xem lại và đã giúp tôi nhé. Cũng như cái vấn đề là rét nhiệt ở trên heo á, nó cũng rất là quan trọng, có thể xảy ra cái tình trạng myco này nó tấn công vào, rất là nguy hiểm nhé các bạn. Hoặc là các bạn chú ý là cái vấn đề về vệ sinh sát trùng các bạn, cũng như là cái việc tạo thông thoáng, giảm khí độc của chuồng nuôi, đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Thì các bạn cần phải vệ sinh sát trùng thông thường á, thì cỡ khoảng một tuần các bạn làm một lần, và chúng ta cứ lặp lại như vậy. Nhưng mà các bạn chú ý là khoảng 3 tháng hoặc là 6 tháng chúng ta nên thay đổi cái loại thuốc sát trùng đi, để tránh cái tình trạng là bị lờn thuốc. Các bạn lưu ý cái này nhé. Và chúng ta cần phải giảm tối đa cái việc di chuyển cũng như là xáo trộn đàn và các cái yếu tố gây stress khác ở trên con vật. Cũng như các bạn phải chăm sóc nuôi dưỡng rất là tốt, đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống cho nó. Và chúng ta chú ý là thức ăn các bạn phải kiểm tra nhé, nó không có bị độc tố nấm mốc, cũng như là các bạn phải vệ sinh cái máng ăn, máng uống cho nó, để tránh cái tình trạng là cái thức ăn dư thừa mà các bạn cứ đổ tiếp thức ăn mới vào, thì cái phần đó chắc chắn là nó sẽ bị cái tình trạng nấm mốc xảy ra, và con heo chúng ta nó sẽ gặp phải cái tình trạng vấn đề bệnh lý. Cho nên các bạn đặc biệt lưu ý cái này giúp tôi. Và một cái vấn đề không thể nào thiếu nữa, đó là cái việc mà chúng ta phải tiêm phòng cái vaccine cho cái đàn heo chúng ta. Và lưu ý nhé, chúng ta phải tiêm phòng cái vaccine cái dạng myco này cho heo con chúng ta. Thì cái lịch tiêm phòng như thế nào á, thì tôi đã có phân tích cho các bạn một cái bài rất là chi tiết rồi, các bạn xem lại và đợi giúp tôi. Thì về cái phần mà điều trị các bạn, thì cái dạng bệnh lý này các bạn có thể dùng các dạng kháng sinh để chúng ta điều trị. Ví dụ như là các bạn có thể dùng cái tiamulin, clofenicol hoặc là gentamicin để chúng ta điều trị cũng được nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp tôi á, là do myco nó không có các cái dạng thành tế bào, cho nên là các cái kháng sinh ức chế sự hình thành của thành tế bào, ví dụ như là các cái kháng sinh thuộc cái nhóm beta lactam như là amox chẳng hạn, hoặc là ceftiofur chẳng hạn, các dạng này nó không có tiêu diệt được cái mycoplasma. Các bạn lưu ý này giúp tôi nhé. Cho nên cái việc mà các bạn xác định bệnh đó, nó rất là quan trọng. Như chúng ta cứ đánh đại, chúng ta cứ thấy cái gì chúng ta cũng dùng amox hết, hoặc là cái gì chúng ta cũng dùng ceftiofur hết, thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Cho nên là các bạn cần thì chúng ta cần phải học để chúng ta nâng cao cái kiến thức nhé các bạn. Và trung tâm sẽ có các cái phần hướng dẫn cũng như là cái phần chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh như thế nào nó hợp lý trên heo. Thì các bạn có mong muốn học tập á, thì các bạn cứ liên hệ với bác sĩ Dương nhé. Thì các bạn chú ý trong quá trình điều trị, ngoài cái việc chúng ta sử dụng kháng sinh ra, các bạn cần phải sử dụng thêm các cái dạng thuốc khác, ví dụ như là hạ sốt, các cái dạng lông đờm giảm ho, hoặc là cái dạng thuốc bổ trợ để chúng ta tăng cái hiệu quả điều trị của chúng ta lên.
và giúp cho con heo các bạn nó nhanh chóng hồi phục hơn. Các bạn lưu ý những vấn đề này giúp tôi nhé. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác cách nhanh nhất. Cũng như các bạn chia sẻ bài học này với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua. Thì các bạn nào có mong muốn học tập nhưng mà muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn thể liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.